Khoan, bây giờ Rồi, thì một em muốn đi nước ngoài đây là cái buổi khai mít đầu tiên của Phúc tại chùa Tam Chúc Hà Nam. Đây là thứ tư Phúc quay trở lại đây, và sáng nay thì sẽ là lễ hội khai mạc của Hội Xuân Tam Chúc 2023. Mình thấy là cái khu vực sân khấu chính nha, cho buổi tham quan một vòng. Như đây là hồ và đây là cái bến tập trung cho mọi người sẽ đi kiểu các kiểu ở đây. Đây là không khí đang xem cái là vui đó. Thì nói chung là cái không khí ở đây nó rất là buổi sáng, nó rất là trong lành mọi người. Và đầu xuân mà nếu mà chúng ta đến đây chúng ta đi lễ chùa thì đó là cái nét văn hóa tâm linh rất là đẹp của Việt Nam, cũng sẽ mang lại những cái may mắn cho tất cả mọi người. Bây giờ chúng ta sẽ đi thăm quan đấy. Ở bên kia là có những cái khu vực đã được xây dựng rất là đẹp ở Tam Chúc này. Tôi đang đã được thấy ở đây là xây dựng rất là khá là đẹp luôn, rộng cái du thuyền hay gì, cái là cái tàu phải, tàu đi từ bên kia sang đây. Và khu vực sân khấu chính thì đây sẽ có cái ba cái xe cái lễ rước nước, đây cái lễ quan trọng nhất của cái lễ khai mạc này. Và chương trình sẽ được truyền hình trực tiếp trên VTV2 vào 9:30 sáng nay. Nhưng mà khi mọi người coi cái clip này thì chương trình đã trực tiếp xong rồi, mọi người có thể coi lại trên YouTube nha. Ngày hôm nay thì cũng có rất nhiều các du khách thập phương từ nơi xa tới trong và ngoài nước tới đây để tham dự cái lễ khai mạc này. Nó lạnh quá, quéo. Mọi người coi trong mình, khá nhiều người đẹp, đẹp không? Phúc đã từng quay review Tam Chúc rất là nhiều rồi, nhưng mà về đầu xuân thì chưa có cho mọi người thấy nhiều. Đầu xuân ngày hôm qua, năm nay thì là một cái lễ khá là lớn, một lễ rất là lớn luôn. Và sau những cái năm đại dịch Covid thì mọi thứ đã trở lại bình thường. Chúng ta sẽ mong cho có một cái mùa xuân mới, một cái năm mới 2023 bình yên hạnh phúc. Cái lễ rước nước này thì là lễ cầu cho quốc thái dân an, mưa thuận gió hòa và mùa màng tốt tươi, cũng như là đời sống và sức khỏe của mọi người dân Việt Nam cũng được chúc tổng thôi. Và trong cuộc sân khấu nha, đừng có đi xa quá là không có nghe tiếng ở đây nè. Mọi người coi cái xe rước nước rất là đẹp nè, đúng không? Rất là đẹp luôn. Rồi đây là một cái led, đây là khu vực sân khấu chính. Đây là đội ngũ quay phim xịn sò của VTV2, cái dàn nói chung bao nhiêu tinh hoa VTV2 chúng tôi đem này hết luôn, quay phim xịn luôn mọi người. Đó là em biên tập hiền xịn của V2 luôn. Nói chung là anh Phúc FC rồi anh em ơi. Anh Phúc ơi, anh Hiếu xịn của V2. Ê bằng Phát, bằng Phát quay phim xịn của V2. Nói chung là ekip VTV2 xịn đỉnh nhất của cái chương trình trực tiếp, cho nên mọi người cho mọi người đi coi. Đầu năm là chúng tôi khai mic, khai máy, có là mọi người đã quay trực tiếp nhiều rồi, nhưng mà với Phúc thì đây là cái buổi đầu tiên. Dạ, Phúc ơi, Phúc tiếp. Dạ. Có đọc được không? Không có biết chữ không? Dạ không biết chữ á. À, thuộc nhé. Thì thường là cái kịch bản này tôi phải đốt và uống để cho thuộc lời á mọi người. Đó, và bây giờ ghế đã xếp rất là nhiều nè, cũng là cả tính là cả đứng ra ngồi là cả ngàn, cả mấy ngàn khách luôn, khán giả luôn. Một quay phim xịn nữa của V2 luôn. Nói chung là tôi sẽ giới thiệu những cái đồ xịn của V2 cho mọi người thôi, không có đồ nhái nha mọi người. Còn các bạn quay phim là mới cầm máy mới là thằng nhái đó. Lái xe bắt quay phim là hồi là nhái đó. Ở thành phố LED rất là đẹp luôn. Có những cái phần lễ, đây là những cái đạo cụ đó, cho những cái phần lễ mà tí nữa thầy quan sẽ làm lễ thì rất là nặng một kim lên. Đó, xe màu xa xa kia là cái xe màu đó sẽ quay và truyền tín hiệu lên vệ tinh, và sẽ truyền sóng cho mọi người coi. Đây là bạn kinh lịch, ma tổng quản của chương trình. Em chuẩn bị những khâu cuối cùng để lên sóng. Đi sân khấu rất là đẹp không? Và được gối vào cái mái chùa, mọi người thấy không? Khi mà thiết kế sân khấu ấy, thì cái bộ phận thiết kế gối vào những cái mái chùa thì làm cho cái sân khấu nó sẽ rất là đẹp và nó hòa hợp. Nói chung là nó mix matching với nhau ấy. Đẹp hơn. Đây là bạn Phương này, biên tập xịn của V2 luôn. Thấy chưa? Ghê chưa? Đang có những cái căng thẳng kiểu như trao đổi đó mà. Đó, đây là bạn Phương. Phương một trong những bạn biên tập xịn của V2 luôn. Mặc đồ đẹp lắm mọi người, style lắm.
bục viết này, người xem chuẩn bị nè, thảm nè. Bên phục ở trên âm thanh ánh sáng sẽ có cái nhà riêng để mà điều khiển cái đó, led các thứ. Và trong này sẽ có chỗ thay đồ cho diễn viên và người ta đang dọn. Nói chung là sẽ không có rác gì ở đây và rất là sạch. Và để được một cái buổi lễ, một cái chương trình trực tiếp nha mọi người, đã chuẩn bị từ nói chung từ trước Tết rồi. Và khi Tết thì hầu như là mọi người không nghỉ mà để chuẩn bị. Rồi hôm nay thì đã là 12 Tết, nhưng mà từ trước những cái ngày mà hết là người đã set up mọi thứ đó. Ở phía bên kia mình thấy đó những cái thuyền để bắt đầu hồi được cái lễ. Cái lễ rước nước ra, làm đánh hiện cho xíu đi. Thì một cái lễ rước nước là cái lễ quan trọng nhất, sẽ các thầy và các lãnh đạo sẽ đi từ phía này sẽ ra ngoài cái khu vực cái bến thuyền đó. Và sẽ làm cái lễ rước nước thì sẽ nước sẽ đi thẳng ở kia. Tuốt ở ngoài cái hồ mình kia để lấy nước. Và cái nước đó xong sẽ đem về và đi về cái điểm cuối cùng đó là chùa Ngọc, sẽ làm phép và mong cho một năm bình yên thuận lợi. Bây giờ mọi người đó, hai bên đẹp, chúng ta chuẩn bị sẵn sàng cho cái lễ. Có rất nhiều cái bên kia là bến thuyền Tam Quan Nội. Chúng ta quay bốn mà có hai cái tập Check-in Việt Nam và hai cái tập hành trình khám phá về Tam Chúc và về cái bến thuyền rồi. Và tôi cũng đang ngồi trên cái thuyền mọi người, nếu mọi người coi lại trên VTV, ngồi đây và uống trà cũng như là đi buổi chiều ở trên cái hồ này rất là đẹp. Tuy nhiên là nếu bình thường thì mọi người sẽ phải mua vé, nó sẽ có những cái vé hoặc là cái gói mà mọi người mua vé ở đây thì nó có cái uống trà và kêu là đi một vòng ở trên hồ. Cái hồ này nó sẽ đi từ bến này đến bến kia, nó sẽ có rất nhiều điểm dừng chân tùy theo mọi người cảm thấy như thế nào thích. Nhưng mà riêng Phúc thì Phúc nghĩ là nên đi một vòng to đi. Nếu mọi người đã mua vé rồi mọi người đi một vòng, mà nếu mà đặc biệt là mùa trung thu mà mùa rằm á, thì mọi người vừa ngắm trăng vừa ăn bánh trung thu và uống trà đi trên cái thuyền này thì quá đỉnh luôn. Đó là số dắt nha mọi người. Thì lúc đó thì Phúc quay với ekip của Check-in Việt Nam thì đi một vòng mà khoảng nửa tiếng sẽ đi về. Và hôm đó thì trời rất là nắng và thời tiết khá là đẹp. Sau đó là cho cá ăn và coi người ta đi đây nè, du thuyền. Thì tại các bến thì sẽ có những cái tôi đòi ra phía đây này nè, đó đẹp lắm, đang tập kết để hồi làm cho cái lễ rước nước á. Quay lại cái sân khấu này, mọi người nhìn được cái sân khấu rất là đẹp không, với nguyên một cái những cái ngói mái chùa là đẹp quá trời đẹp luôn. Nói chung là nếu mà mọi người chưa đến Tam Chúc thì hãy Phúc đến một lần đến Tam Chúc. Lần nào Phúc review về Tam Chúc thì mọi người coi rất là nhiều, nhưng mà hôm nay là đây là cái ngày đầu năm 2023, Phúc nghĩ là những hình ảnh rất là đẹp này sẽ cho mọi người coi như một món quà của Phúc về là Tam Chúc cho mọi người. Tiếp tục nè, ở đây là hoa cây cảnh đã chuẩn bị. Đây các cô đã tập kết cái bến rồi. Đẹp chưa? Nó đẹp ha. Chào các cô. Lần trước đã quay các cô rồi, lần này là gặp các cô nữa. Lần này thì em ở trên sân khấu chứ em không quay nha, để em quay YouTube thôi. Quay cho cô kia lấy hình ảnh đi. Cô kia cũng đang quay nè, đẹp chưa này? Quá đẹp luôn. Thấy chưa? Tí nữa các cô là tham gia cái lễ rước nước đó đúng không? Đúng rồi, đó. Thì tất cả các cô các chị ở đây là sẽ tham gia cái lễ rước nước chung, là lễ mà tí nữa sẽ trực tiếp với mọi người. Rước nước sau đó thì sẽ cái điểm kết cuối cùng sẽ về chùa Ngọc ở phía trên kia. Mọi đường đi rất xa, để cùng với các thầy với các đồng chí lãnh đạo sẽ thực hiện cái nước này. Mọi người nhìn nè, cái thuyền nó đi trên hồ đẹp chưa? Như là mình nhìn như là nước ngoài luôn, xịn không? Không ai nghĩ đây là Việt Nam luôn, quá đẹp. Nói chung là Việt Nam mình bây giờ là cảnh nào cũng đẹp và rất nhiều cảnh đẹp. Có nghĩa là mọi người sẽ nên để dành thời gian trong năm 2023 này, mình nên đi du lịch khắp nơi nha. Và đặc biệt tới cái Hà Nam, tới Tam Chúc. Bình thường là một cái vé là bao nhiêu tiền cô? Một cái vé đi trên hồ này bình thường là bao nhiêu tiền một vé? Ồ. Nhưng mà có bán vé đi đúng không ạ? Có bán vé, mọi người có thể đi theo tour, theo đoàn hoặc là đi theo gia đình. Đó, mọi người tới đây. Quá đẹp luôn. Rồi. Nói chung là nãy giờ được bao nhiêu phút rồi Thái? Giờ dở lên coi được bao nhiêu phút rồi, nhiều chưa? 10 phút. 10 phút rồi, quá nhiều rồi. Thường thì anh hay làm mấy chục phút mà hôm nay mệt quá. Mới sáng là đó, mọi người thấy các cái nghi thức lễ đã chuẩn bị sẵn sàng rồi. Nói cho mọi người khi coi các cái nghệ sĩ phía bên kia nữa thì và các áo màu sắc. Tí nữa thì khi mà du khách vô rồi thì là sẽ rất là đông, nhưng bây giờ mọi người vẫn đây nè, mọi người vẫn đang ở ngoài kia đang đi vào, muốn làm mua vé đi vào nè.
đông lắm, có nghĩa là chỉ có người dân của Hà Nam cũng đông, mà người dân ở ở khắp nơi Hà Nội và các tỉnh thành đổ về, và nước ngoài nữa về cũng đông. Đó, người bắt đầu đi vào đó, thấy đông đông không? Nó đẹp ha. Sợ cái nhạc á, anh sợ cái nhạc bị bản quyền, bị dính vào, cho nên né 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 nhạc nè. Thôi tạm thời là như vậy đi, để chúng tôi đi lên thì chúng tôi sợ là hả. Ôi cho coi khán giả đâu, sợ là né né vào cái bản quyền. Oh. Ở đây là cũng cái nghi lễ cho cái lễ rước nước luôn nè, chuyển trên kia từng nha. Thôi ok rồi, bây giờ nhạc nó nổi lên rồi là chú Phúc sợ bản quyền, nên là tới đây thì Phúc xin được khép lại clip này và chúc cho mọi người một năm mới Quý Mão 2023 hạnh phúc và bình an. Và nhớ like, share và subscribe kênh YouTube, kênh TikTok và Facebook MC Dư Hồng Phúc cho mọi người. Chúc mừng năm mới mọi người. Xin chào. And now you may